con tìm được một mẫu bánh mì. Chúng thích thú vô cùng và bắt đầu dùng cái mỏ xinh xinh mổ vào miếng mồi ngon. Một chú vịt con chơi gần đó nhìn thấy và chạy ra xin gà con để cùng được ăn. Gà lông vàng thấy vậy liền mời bạn: "Nào, cùng ăn với chúng tôi đi." Gà lông đen vội ngắt lời: "Anh còn muốn mời ai nữa? Mẫu bánh mì này chúng ta ăn còn không đủ, vậy mà còn gọi thêm nó." Gà lông vàng an ủi em: "Sẽ đủ thôi mà." Vậy là cả hai chú gà và chú vịt chia nhau ăn hết mẫu bánh mì. Ăn xong, hai chú gà con vẫy đôi cánh tí xíu của mình chạy về chỗ mẹ. Gà lông đen hét tướng lên: "Mẹ ơi, vịt con vừa ăn bánh mì với chúng con. Mẹ hãy nói đi, con chia vịt cùng ăn có được không?" "Con làm rất đúng đấy con à." Gà lông đen vẫn liếng thoáng khoe khoang: "Con cho vịt ăn mới ngon làm sao?" Gà lông vàng nói: "Có gì đáng nói đâu, chúng ta đã cùng ăn sáng thế thôi mà." Gà mẹ nhìn các con và nói: "Nhường cho bạn là điều tốt, nhưng không khoe điều đó ra thì sẽ tốt hơn đấy các con à."